mọi người, mình là Hạt Tiêu đây. Hôm qua thì mình có làm một cái video để hướng dẫn các bạn chuyển đổi từ app quốc tế sang app Việt Nam rồi. Nhưng mà mình biết là mọi người chơi game này sẽ có rất là nhiều ạc. Ngay chính bản thân mình cũng vậy, mình cũng có một cái ạc phụ. Và mình biết là vẫn có một số bạn vẫn chưa biết cách để có thể chuyển đổi tất cả những cái ạc phụ đó qua app Việt Nam để có thể nhận được quà. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chuyển đổi ạc phụ qua app Việt Nam và nhận được 500 kim cương giống như bên ạc chính nha. Ngoài ra thì phần sau của video mình còn hướng dẫn cho mọi người cách để có thể nhận được 100 kim cương từ nhà phát hành nữa. Mọi người nhớ coi đến hết video nha. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu thôi, go go. Đầu tiên thì trong máy của chúng ta vẫn đang có hai app là app quốc tế và app VNG đúng không? Mọi người vào app quốc tế và cập nhật app quốc tế lên nha. Nếu như mọi người bấm cập nhật không được giống như mình nè, thì mọi người vào trong App Store, bấm vào trong cái tài khoản của mình, xong rồi bấm vào mục đã mua. Sau đó mình tìm cái app Play Together xong rồi mình cập nhật là được nha. Sau khi mà app nó cập nhật xong rồi á thì mọi người sẽ vào game bình thường. Lúc này chúng ta bấm vào cài đặt để đăng xuất cái ạc chính của chúng ta ra và đăng nhập cái ạc phụ vô. Ạc chính của mình thì mình đăng nhập bằng Apple ID, còn ạc phụ thì mình đăng nhập bằng Facebook nè. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vô Facebook để vào ạc phụ của mình. Sau khi đã đăng nhập ạc phụ vào app quốc tế rồi á thì mọi người sẽ bấm vào cài đặt. Mọi người có nhìn thấy ở bên góc phải của màn hình có cái nút màu tím chuyển sang tài khoản VNG không? Mọi người bấm vào đó là mọi người sẽ copy được cái mã chuyển đổi. Cái cách này cũng áp dụng cho những bạn mà lỡ vào app VNG và đăng xuất ra mà chưa có copy được mã hoặc là mã hết hiệu lực á, thì mọi người cũng có thể áp dụng cách này để có thể đăng nhập lại vào tài khoản của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào đi đến app VNG luôn. Lúc này nó hiện lên cái bảng này thì mọi người bấm vào liên kết tài khoản. Sau đó nó sẽ xuất hiện cái bảng để cho mọi người copy cái mã chuyển đổi qua. Dán cái mã chuyển đổi rồi thì bấm vào OK. Thì vẫn là hiện lên 4 lựa chọn để cho mình liên kết tài khoản mới nè. Ạc chính của mình thì mình liên kết bằng Zin ID, còn ạc phụ của mình thì mình liên kết bằng Facebook nha. Bây giờ mình sẽ liên kết bằng Facebook. Đó, vậy là mình đã liên kết thành công cái ạc phụ của mình rồi đó mọi người. Vẫn được nhận 500 kim cương và những cái món quà bảo trì bình thường nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà mình đã nhận được thêm 100 kim cương từ nhà phát hành chỉ với 5.000 đồng nha. Để nhận được cái hộp kim cương này á, thì đầu tiên mọi người cần phải có một cái tài khoản Zin ID và một cái app Zalo Pay. Trước hết là chúng ta sẽ vào cái trang web pay.zin.vn. Sau đó chúng ta sẽ kéo xuống bên dưới một tí. Mọi người sẽ thấy cái hình của Play Together nè, xong rồi mọi người bấm vào cái chữ nạp ngay. Thì nó sẽ hiện ra một cái trang nạp. Ở đây mình đã đăng nhập rồi cho nên là nó có hiện lên thông tin của cái con nhân vật của mình nè mọi người. Mọi người kéo xuống dưới một xí sẽ thấy một cái hộp quà Zalo Pay giá 5k. Rồi chúng ta sẽ bấm vào đó, nó sẽ hiện ra các phương thức để thanh toán. Thì chúng ta sẽ chọn là Zalo Pay. Bấm vào thanh toán ngay. Sau đó bấm xác nhận. Rồi mình sẽ bấm vào cái nút mở ứng dụng Zalo để nó chuyển qua cái app Zalo nha mọi người. Ở đây thì ai có app Zalo Pay thì nó sẽ chuyển qua app Zalo Pay, còn ai mà không có cài Zalo Pay á thì nó sẽ chuyển qua Zalo, cái nào cũng được hết. Sau khi nó chuyển qua app Zalo hoặc là Zalo Pay rồi á thì nó sẽ tự động áp cái mã giảm giá vô cho chúng ta để cái gói này mua chỉ còn có 5.000 thôi. Nhưng mà trước hết thì mọi người phải nạp vô cái ví Zalo này 50.000 để nó có thể áp được mã giảm giá nha. Cách nạp tiền vào ví Zalo á thì mọi người có thể liên kết vào tài khoản ngân hàng, hoặc là các bạn có thể mua thẻ Zin ở ngoài cửa hàng tiện lợi hoặc là ở Thế Giới Di Động để mà nạp tiền vào Zalo Pay và để có thể mua được cái gói này nha. Mình bấm vào xác nhận giao dịch. Khi mà nó hiện lên cái bảng là nạp tiền thành công như thế này rồi á thì có nghĩa là cái hộp quà Zalo Pay nó đã về cái hộp thư ở trong game của chúng ta rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi vào game để cho mọi người coi thử nha. Đây là hộp quà Zalo Pay mà hồi nãy mình vừa mua với giá là 5k đó mọi người.
Ở trong cái hộp này á, thì tùy nhân phẩm mọi người có thể quay được là 50 kim cương hoặc là 100 kim cương hoặc là 166 kim cương. Nói chung là thấp nhất là 50 kim cương và cao nhất là 166 kim cương. Và nhân phẩm của mình đã quay được 100 kim cương đó mọi người. Mình thấy là với giá 5.000 mà mình mở được 100 kim cương như thế này là quá là hời luôn á. Cái bản cập nhật vừa rồi á thì có quá trời đồ kim cương nè, rồi mấy cái hộp quay cũng bằng kim cương rất là đẹp nữa. Cho nên là mình nghĩ là mọi người đã 500 kim cương nhà phát hành tặng không có đủ đâu vào đâu hết. Mình thấy cái gói này nó giống như là một cái món quà ra mắt của Zalo Pay cho cộng đồng chơi Play Together vậy á. Cho nên là cơ hội có 1 không 2, mọi người nếu được thì cố gắng nạp cái gói này. Sau này không có cái cơ hội nào mà có cái gói như thế này nữa đâu. Chỉ có 5.000 thôi mà được ít nhất là 50 kim cương, may mắn thì được 166 kim cương lận. Ngoài ra thì mình còn muốn chia sẻ cho mọi người thêm một cái sự kiện hiện đang có ở trên Play Together nè. Mọi người bấm vào cái trang event.playtogether.vinagame á. Cái link mình sẽ để ngay dưới phần comment cho mọi người dễ coi luôn nha. Đây là một cái sự kiện mừng game chuyển đổi về Việt Nam và chúng ta có cơ hội nhận được tổng cộng là 300 kim cương và 2 quả trứng bét. Thì việc của mọi người là mọi người chỉ cần chuyển đổi thành công từ app quốc tế sang app Việt Nam, sau đó vào cái đường link này, đăng nhập tài khoản của mọi người vô, đăng nhập bằng Zin ID nè, Facebook nè, Apple ID nè, hoặc là chơi ngay, cái nào cũng được hết. Sau đó đăng ký thông tin cá nhân. Đăng ký thông tin cá nhân thì cũng đơn giản lắm. Đơn giản lắm, mọi người chỉ cần điền họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, đồ này kia, các thứ. Điền thông tin cá nhân xong là mọi người đã hoàn thành hết tất cả các bước để có thể nhận quà rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần ngồi đợi event đạt đủ mốc là quà nó tự về hộp thư của mình thôi. Có nghĩa là bây giờ mọi người thấy ở đây, cái lượt về nước hiện tại là đang hơn 139.000 lượt đúng không? Thì khi nào mà cái số người chơi á, nó đạt tới mốc 2 triệu thì mọi người sẽ nhận được 50 kim cương. Số người chơi đạt tới mốc 5 triệu thì mọi người sẽ nhận được 100 kim cương. Còn đạt tới mốc 10 triệu á, thì chúng ta sẽ nhận được thêm 150 kim cương và 2 quả trứng bét. Cái con số 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu này không phải là nhỏ đúng không mọi người? Cái event này nó cũng khá là chua đó, nhưng mà thôi, mình cũng đâu có mất mát gì đâu. Mình chỉ cần vô điền thông tin là đã có cơ hội nhận được 300 kim cương rồi. Cho nên là mọi người cứ vào điền thông tin thôi, rồi đợi khi nào mà cái số lượt người dùng nó đạt tới mốc 2 triệu, 3, 5 triệu, 10 triệu thì chúng ta nhận quà thôi, đâu có sao đâu đúng không? Ok, vậy là video ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho mọi người hết những cái thứ mà mình biết và có ích đối với mọi người rồi đó. Nếu xem xong video này mà mọi người vẫn còn chưa chuyển đổi được hay là còn bất kỳ vấn đề gì thắc mắc thì mọi người có thể comment ở bên dưới, mình sẽ cố gắng đọc hết và cố gắng giải đáp ở trong những video tiếp theo nha. Video ngày hôm nay tới đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã xem. Nếu thấy video ngày hôm nay hữu ích thì mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho Hạt Tiêu nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo, bye bye.